Nằm giữa trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố Thuận An là cửa ngõ của tỉnh Bình Dương, thuận lợi trong kết nối với các khu vực phát triển nhất cả nước. Phát huy tiềm lực nội sinh vốn có, xác định việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng là khâu đột phá, có yếu tố quyết định trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương và hội nhập kinh tế quốc tế. Thời gian qua, Thuận An tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Nhờ đó, bức tranh kinh tế xã hội của Thuận An không ngừng được nâng lên, mang dáng dấp của một trung tâm kinh tế năng động hàng đầu của khu vực Đông Nam Bộ và cả nước. Tròn 3 năm sau khi được công nhận thành phố, diện mạo đô thị Thuận An ngày càng khang trang, giàu đẹp, văn minh hơn, phát triển mạnh theo hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp. Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong những năm trước, bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 với nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Song với sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành có trọng tâm, trọng điểm của chính quyền thành phố, Thuận An vẫn tiếp tục giữ vững được nhịp độ phát triển. Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo các ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt kết quả hết sức ấn tượng với trên 3.973 tỷ đồng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Trong giai đoạn 2022-2025, dự kiến Thuận An sẽ được tỉnh Bình Dương đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó, thời gian qua, thành phố Thuận An đã tập trung chỉ đạo, huy động hiệu quả nhiều nguồn lực để khai thác tối đa lợi thế về vị trí, tiềm năng, đẩy nhanh tốc độ xây dựng đô thị phù hợp với không gian phát triển chung của vùng, tạo nền tảng sớm đưa Thuận An trở thành trung tâm đô thị dịch vụ, tăng nhanh tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, phát triển đô thị bền vững gắn với hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Theo đó, thành phố đã và đang rà soát, lập và triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị, đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng đô thị gắn với phát triển kinh tế xã hội. Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng điện, nước cũng như dự án nhà ở đã và đang được hoàn thành, tạo điểm nhấn mới về cảnh quan, không gian đô thị. Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ được khuyến khích đầu tư. Một số dự án trung tâm thương mại, khách sạn, siêu thị hiện đại hoàn thành đưa vào sử dụng, thúc đẩy phát triển thương mại và dịch vụ ở địa phương. Phát huy lợi thế, khắc phục những khó khăn thách thức, dưới sự chỉ đạo linh hoạt, sát sao của Đảng bộ, chính quyền cùng những chủ trương, quyết sách đúng đắn và tư duy đột phá, thành phố Thuận An đã vươn lên một cách mạnh mẽ. Quý 1 năm 2023, thu ngân sách trên địa bàn đạt 849,402 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 11,61% so dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao và nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Công tác giải ngân vốn đầu tư công cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, phục vụ việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố cũng đạt kết quả tích cực. Trong năm 2022, thành phố đã giải ngân được khoảng 1.200 tỷ đồng, đạt hơn 92% so với kế hoạch cả năm. Với kết quả này, sẽ tạo đà để Thuận An đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của thành phố trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh các dự án lớn do tỉnh và thành phố làm chủ đầu tư, Thuận An đang tiếp tục thực hiện phân cấp cho các xã phường đầu tư nâng cấp các dự án có quy mô nhỏ hơn, phục vụ thiết thực cho đời sống dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Các công trình phúc lợi công cộng phục vụ thiết thực đời sống dân sinh được quan tâm đầu tư, nâng cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, học tập, sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Cơ sở hạ tầng giáo dục và trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa và hiện đại hóa. Chất lượng giáo dục nhờ đó cũng ngày càng được nâng cao và duy trì trong top đầu của cả nước. Trong công tác cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, chiếu sáng, cây xanh được chú trọng đầu tư góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao đời sống của người dân. Cùng với việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cũng được Thuận An đặc biệt quan tâm. Từng bước xây dựng được môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh. Trong quý 1 năm 2023,
Thuận An đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 866 cơ sở sản xuất kinh doanh với tổng vốn đăng ký hơn 193 tỷ đồng, bằng 79,1% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực của nền kinh tế. Thuận An cũng là điểm dừng chân lý tưởng của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, trong đó có nhiều dự án đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp, đô thị hiện đại và sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương. Là đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu các loại sản phẩm gốm sứ cao cấp và thiết bị ngành gốm sứ. Sau gần 40 năm xây dựng và phát triển, từ cơ sở gốm sứ nhỏ, đến nay công ty gốm sứ Cường Phát đã không ngừng phát triển với quy mô nhà xưởng khoảng 45.000m2 cùng nhiều thiết bị công nghệ hiện đại, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương. Với khẩu hiệu tôn vinh bản sắc Việt, Cường Phát cho ra thị trường những sản phẩm gốm sứ chất lượng và đa dạng mẫu mã sản phẩm được thị trường trong và ngoài nước đón nhận. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2023, thành phố Thuận An tiếp tục triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm đi qua địa bàn, như dự án nâng cấp quốc lộ 13, dự án đường vành đai 3, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, chỉnh trang nâng cấp đô thị, hoàn thiện tiêu chí đô thị loại 2, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Với mục tiêu xây dựng Thuận An trở thành đô thị văn minh, hiện đại, giàu đẹp vào năm 2025, bằng tư duy đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trên tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới. Cùng đó là sự đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và trên hết là khát vọng vươn lên mạnh mẽ của mỗi người dân. Là cơ sở để mục tiêu của thành phố sẽ sớm trở thành hiện thực. Đây cũng chính là bệ phóng vững vàng, là điểm tựa quan trọng của thành phố Thuận An, tự tin vững bước trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.